Mua quà gì cho bạn bè, người thân là việc làm không thể thiếu của bất cứ ai khi đi du lịch. Thậm chí bạn dạn thân đi chơi thì sao cũng được, nhưng nhất định phải mua đồ ngon hơn, đắt hơn về làm quà. Tuy nhiên, nhiều khi chính tâm lý này lại gây ra những tình huống dở khóc dở mỉm cười như của cô nàng tên Di dưới đây. Chẳng là cô nàng vừa có chuyến đi du Hàn Quốc cách đây mấy hôm nên không quên mua chút quà về biếu người thân. Trong số đó có một hộp hồng dẻo đặc sản mùa thu của xứ Kim Chi và có giá lên đến 1,6 triệu đồng. Nhưng hóa ra cô nàng mua nhầm một hộp hồng dẻo bằng nhựa dùng để trưng bày. Trớ trêu hơn nữa là về đến Việt Nam, Di mới phát hình thành chuyện này. Liên hệ với cô nàng, Di kể về sự nhầm lẫn của mình, hộp hồng đó để ở tủ đông cùng các loại hồng khác, mình thấy đẹp nhất nên cho vào giỏ hàng luôn. Sau đó mình còn chọn thêm một vài loại khác và có giá rẻ hơn ở bên cạnh. Đến khi ra thanh toán vẫn có mã vạch để quét nên mình cũng không nghi ngại gì. Nhưng về đến sân bay Nội Bài mình bỏ ra kiểm tra xem hồng có bị bỏng không thì mới biết là hồng nhựa. Sau khi được chia sẻ lên, câu chuyện hy hữu của cô nàng đã khiến nhiều người phải vì mỉm cười. Bên cạnh đó, Di cũng nhận về rất nhiều lời khuyên về cách xử lý. Họ cho rằng Di còn nguyên hóa đơn nên hoàn toàn có thể đổi được. Mang hóa đơn và hộp hồng lại chỗ bán là có thể hoàn lại tiền nha. Nhờ ai mang lịch sử đổi cho, nếu thanh toán thẻ phải mang cả thẻ đó lịch sử mới đổi được, còn thanh toán tiền mặt thì không cần đâu. Khổ thân nhưng mà em vẫn thấy buồn mỉm cười quá. Em nghĩ nếu nhầm lẫn thật thì liên lạc với khu chợ là đổi được thôi. Hộp hồng nhựa mà cô nàng Di mua với giá 1,6 triệu đồng. Khá may mắn cho Di khi hiện tại đã có một người đi Hàn Quốc du lịch hôm nay nhận mang lịch sử đổi hộ cô nàng rồi. Nhưng dù sao thì mọi người cũng nên chú ý trong việc mua quà khi đi du lịch nhé.